Em xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của em Zippo Hải Nguyễn. Hôm nay em lên một ít hàng mồi thuốc qua sử dụng. Có vài con qua sử dụng, có vài con neo, có mấy cái set hay. Cách giao dịch của bên em vẫn là một chuyển khoản đủ free ship, hai code cộng dùm em 100k giá trị với 1 triệu, cộng 200k giá trị cho 1 triệu dùm em và phí code anh em tự chịu. Ba là anh em ở Sài Gòn tới trực tiếp tại Bình Tân. Địa chỉ của em ở trên Google, anh em chỉ cần gõ Zippo Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Và bên em chỉ nhận cọc với ship code, và phí ship code thì khi anh em nhận hàng thanh toán với nhân viên giao hàng giúp em. Bên em chỉ nhận chuyển khoản đủ free ship. Và em cũng chỉ nhận chốt trên Zalo, SMS hoặc là gọi trực tiếp giúp em không nhận chốt trên YouTube, mong anh em thông cảm. Rồi em xin giới thiệu tới anh em luôn ha. Đầu tiên em có một con Slim Satin. Con này em chưa canh chỉnh nhiều về cái hàng eBay mới về. Con này thì qua sử dụng khá là ít đó anh em. Không cấn mát ha. Này bán đi đâu vậy? Thằng ơi. Anh em nhìn. Này qua chừng lần chấm xăng. Chưa canh chỉnh gì hết. Ruột trùng năm, nhìn nó rất là mới anh em. Đây cái tim nó cháy xém nè, em để cho anh em xem luôn. Đợi xíu nha chị. Hàng ơi hàng. Khách đã mua đồ rồi sao? Con này em tính 320. Con này nó như mới qua lần xăng. Chưa canh chỉnh hết. Mã số 1. 320. Hả? Để ra coi coi. Có gì không? Hả? Ba đứa ngủ được mà phải không? Ừ. Xíu nha chị, tại vì nó tắm cho con bé rảnh á. Đây một con, thêm một con khá là đẹp luôn. Con 204, em lem thiểu quần lục chiến zin hãng nha anh em. Zin theo zip. Mà mặt sau nó vận chuyển về nó có hơi xước. Anh em coi. Con này cũng cỡ như là chăm xăng luôn. Mặt sau nó hơi xước. Bây giờ vận chuyển về nó bỏ trong cái thùng như vậy nè. Sao lơ nó bỏ vô vậy, bỏ từng cái vô vậy, còn cái thùng hàng nó không có bảo bọc kỹ, thành ra nó có xước, thằng này cả thằng kia, đây nó có những cái vết xước, để mồi thuốc cũng khá là đẹp, con này có chất âm, ruột trùng 5 tháng. Độ mới nó rất là cao luôn á, mà nó vận chuyển về kiểu đó thì đau đầu với mấy anh Tây quá. Nó có xước nha, mặt sau nó có xước nha anh em đó, còn mặt trước nè anh em nhìn này. Cái này là tại sao anh em, mà anh em thấy nó không bị cạ vô mấy con kia đó, tại vì nó có emblem nó đỡ cái phần mặt sau. Xong chưa hàng? Xong chưa? Khách đợi nãy giờ. Nó không có bất kỳ cấn mớp gì luôn. Coi con trước coi, hãy chị đứng ngoài á. Nó bị xước mặt sau vậy nè. Ra nè.
đem này em bao riêng hãng cho anh em nha. Cái nào em cam kết bao riêng hãng cho anh em này, em dám bao, em dám cam kết không? Con này có chất âm mà chưa căn chỉnh, căn chỉnh lại nó cũng hay. Công tử ruột trong 5 tháng. Giá hơn nha nè, em đã trừ tiền rồi thì nó bị chủ đề thiếu quân đột chiến. Em lên một con này là chủ đề để được khắc laser tại Việt Nam, và chủ đề này là chủ đề Việt Nam World, chủ đề được khắc laser tại Việt Nam nha nè. Sản xuất 20 và cái vỏ này là một cái vỏ new, vỏ này là vỏ chưa qua sử dụng, cái ruột thì cũng là cái ruột chưa qua sử dụng luôn. Nhưng mà nó có hơi xước, nó sẽ hơi xước vùng đốt. Cái ruột này thì hầu như là em thấy nó chưa có qua sử dụng, và ruột lệch 21 ha. Anh em có thể để mồi thuốc được, anh tính nó như là một con qua sử dụng. Chủ đề này nếu mà những cái chủ đề mà khắc laser tại Việt Nam anh em mà không thấy trong ngày thì chắc cũng phải khắc một cái hình là cũng tầm full nắp về đấy, cũng tầm 100.000, mà anh em phải gửi đi gửi về, nó tiền gửi đi gửi về nữa. Còn ví dụ anh em gần chỗ nào đó thì tới chỗ khắc thì chắc cũng phải 100.000. Cái này là một cái vỏ niêu, cái ruột thì cũng là chưa qua sử dụng nhưng mà nó có xước bùn đốt. Còn đây và ruột là 21, vỏ 20, ruột 21 để anh em mồi thuốc. Chủ đề này là chủ đề Việt Nam World, được khắc laser tại Việt Nam. Em tính như là một con nó qua sử dụng. Mã số 3 400. Có về một cái thăm tăng 95, con này là nó trước mã bạc và có được spa rồi. Nên con này em bán giá mềm mềm để em trưng bày cũng được. Chủ đề là chủ đề quân đội nha anh em. Cái mặt sau của nó còn ganti luôn nè. Rồi này nè, cái này nó để anh em để trên bàn được. Cái này là để chống trên bàn. Đồng hồ 95. Nó còn ganti. Đồng hồ đang chạy luôn ha anh em ha. Rồi 650. Hôm trước có anh nào hỏi cái đồng hồ này cũng nhiều. Hôm trước em có lên con. Mã số 4 650. Cái này là tâm tăng. Rồi em qua dạy con new. Con này là một con em mới về lại. Con 212 nguyên tem và nó thiết kế sơn tĩnh điện viền, làm phay xước dọc hai mặt. Cái mẫu này nó nhìn cũng lạ lạ. Hôm qua em có chét ruột một vài con thì thấy nó là ruột 5 tháng luôn. Cái này nếu mà em không lầm thì nó là một cái vỏ đồng đó. Cốt của nó là cốt đồng. Anh em thấy dưới này nó màu trắng, nhưng mà cái này là một cái lớp sơn đó nè. Cái này là một cái lớp sơn phủ lên đó. Rồi nó phủ viền.
đây ơi, 212 ha, ruột trùng 5 tháng. Anh em làm quà tặng hay là mồi thuốc thì nhìn nó cũng khá là đẹp, cái mẫu nó cũng khá lạ. Và đời số thì đời số cũng là không phải đời số sau này, đời số cũng này cũng cách hơn chục năm. Con này 450 mà số 5. 450. Mã số 6 là cũng là con neo luôn, mà con này là in sơn hấp nhiệt cờ Mỹ. Con này in sơn hấp nhiệt cờ Mỹ. Dòng xước bụi Stedrom. Cờ Mỹ full nắp. Sản xuất 2014. Số 6 450. Số 6 450. Mã số 7 cũng là một em neo luôn. Con này thì nó mạ bạc anh em. Con này nó mạ bạc, nhìn nó như là một cục bạc luôn. Như là một con bạc khối luôn á. Cầm nó trên tay nó như một bạc khối chưa sử dụng. Con này ruột lệch công ba, dạng đầu năm cuối năm ha. Anh em nhìn nó mạ như một cục bạc. Mã số 7. Rồi em lên một con chủ đề về huy hiệu tàu chiến USS nè. CG-62. Con HB. Con này có sức tơ nhẹ nha nè. Và cái chủ đề này nó được khắc ăn mòn đổ sơn ha anh em ha. Một cái khẩu pháo. Cái huy hiệu của con tàu này USS nè. CG-62. Sản xuất năm 98. Còn tem. Còn tem cảnh báo nha. Cái này không phải là chắc chắn nó không phải là bị xước đâu. Để em lấy cà na em chùi cho anh em. Đi công chuyện em không có làm hàng qua sử dụng không á.
mấy cái con kia hầu như là nó qua sử dụng nhưng mà ít nên em để luôn, để cho anh em cảm nhận nó. Mấy cái này cái lằn mằn là lằn mằn đó, không phải bị xước. Dựng lên con không sao, tập chạy từ từ. Anh em thấy nó ra không ha? Tại thấy lòng hoài lòng mằng ha. Nó giống như là một cái keo gì đó. Là nãy góc này là nó thấy lòng hoài lòng mằng nhưng mà nó lao nó hết nha. Huy hiệu tàu chiến nha anh em, đây là huy hiệu tàu chiến ha. Khẩu pháo nhìn nó cũng đẹp đẹp, khác ăn bằng đổ sơ zin hãng nha. Chủ đề này zin hãng, em bao nhiêu zin hãng cho anh em và nó còn tem. Tem luôn anh em, sản xuất 598, có bút nhựa. Bài cũng đẹp. Đây là một con zip lắc kê bạc silver 50 micron, tức là nó mạ cái lớp bạc dày á anh em, 50 micron. Đây là một cái đồng hồ 02 hơn ha, đồng hồ vẫn đang chạy. Vì tại chạy giờ chính xác luôn, hôm nay em quay sớm, tranh thủ quay sớm anh đi ra. Con vẹt. Đây, một cái đồng hồ. Móc khóa. Để trưng bày thì nó khá đẹp. Và một con zip cũng 02. Anh em nhìn cái lớp mạ dày của nó, nhìn nó giống như một con bạc khối luôn á nè. Và con này nó khác ăn màu bản limited edition bên hông, 02 luôn ha. Anh em nhìn nó y chang như một con bạc khối luôn ha. Đời 02 ruột trùng năm ha, tình trạng new, cầm phong khác như một con bạc khối luôn. Chủ đề nằm bên hông. Cái xe này là cái hộp của nó
cái set này 1550 nha anh em, cái hộp nó rất là đẹp luôn. 1550. Set mã số 9. 1550. Cái trưng bày khá đẹp, dòng tăng cho đồng hồ giá nó cũng như vậy cũng giá là mềm. 550 ha. Nó khá đẹp. Hả? Trong đây nè. Rồi em lên set này. Một set về quân đội, màu xanh quân đội luôn, từ cái hộp. Cái set này giá trị sưu tầm nó cũng nó đẹp và nó hơi mặn nha anh em. Cái set này hơi mặn thì set này em cũng thích, em nhập về nó giá nó cao. Set này mà những cái set mà như vậy nó khá là nó gồm đồng hồ Zippo, miếng da để lót. Thì em giới thiệu tiếp, đây là nguyên một cái bộ của nó đây nè. Cái set này thì nó hơi mặn nhưng mà nó cũng đáng chơi. Cái đầu tiên đây con zip trước đi. Nó gồm đồng hồ đeo tay và một cái la bàn và một cái lớp một con 2000. Tình trạng new, chủ đề US Air Force, số limited cũng khá đẹp. Con này nó mạ bạc viền, nó làm khá đẹp á, gục trùng 5 tháng luôn. Rồi để em giới thiệu kế tiếp, con này là combo 3 món, một zip, một đồng hồ đeo tay và một cái la bàn. La bàn nó bằng nước, nó có nước bên trong. Đây nó ngã xuống rồi. Đầu tiên đồng hồ đeo tay trước đi anh nè. Đây một cái đồng hồ đeo tay da một gánh ti luôn ha, 16 là mã luôn. Đồng hồ này thì chưa có gắn biên gì nha anh em, đang đủ mới nè. Đồng hồ Zippo luôn ha. La bàn nước và thước rồi có lớp. Nguyên set của nó đây nè. Set giấy của đồng hồ, bản này nó có một cái hướng dẫn để mà sử dụng cái đây nè, cái là bàn nè anh em, giấy của cái là bàn ha, còn cái kia là cái giấy của đồng hồ đó. Giống như bản đồ đó, đưa lên đó. Này là cái lúp luôn, khá hay á. Cái set này nó khá là đầy đủ luôn.
combo luôn. Là bè sẽ làm một ngày bằng là trồng là nước. Này cái set. Set không chè vô đâu luôn. Số 10. Ba cũ. Đây cũng đầy đủ quá đó. Rồi, hôm qua ha. Rồi em còn một cái số bật lửa hàng Trung Quốc. Hàng Trung Quốc nó sản xuất mà tất cả là nó đều là bằng đồng khối anh em. Thì lần trước có anh em về 3 bộ. Anh em mua hôm trước em có lên rồi, anh em cũng mua hết 2 bộ rồi, 1 bộ 3 cây vậy đó. Mà này em cũng có xé lẻ mà. Tất cả đều nêu ha, cái này thì nó làm như là một cây côn nha. Tất cả đều là đồng nguyên khối hết. Cái đồng nguyên khối. Ốc này ốc xăng nè. Ốc dưới này là ốc xăng. Ốc trên này là ốc đá. Và nó bỏ vừa gói thuốc luôn. Cái bữa vừa có thuốc luôn nha nè. Anh em chơi lạ lạ thì mua mấy con này mồi thuốc thì nó cũng mềm. Con này có 130. Con này Trung Quốc sản xuất nha anh em. Mà chất liệu của nó là đồng khối. 130. Đây là một cái cũng là con này thì có hộp. Đồng khối hết luôn. Con này có mọc của cái hộp của nó luôn. Đây. Đây châm xăng. Xăng đá nằm đây luôn. Nó như là một cái làm hình cây nến luôn. Tất cả đều nêu và trên này nó có một cái 500 để nó hít lại cái phần dưới này. Phần dưới này thì nó cũng có một cái cái nhận thích luôn. Còn cái này là em test nó là đồng hết rồi. Cái phần trên này nè. Còn cái vỏ này là cái vỏ đồng. Đây cái 500 bên trong nè anh em. Nó hít cái phần trên này nè. Còn cái vỏ này là vỏ đồng. Rồi cái này 140 nó có hộp. Nó có hộp vậy nè, làm quà tặng nó cũng mềm mà nó lạ lạ. Rồi cái con cuối cùng là con này khá nặng luôn,
con này có thể là hút tẩu được, nó chế dạng kiểu hút tẩu được. Cái nắp thì giật lên rồi đóng xuống thôi. Còn cái phần đá của con này là nó ở đây, nó có một riêng một con ốc đá. Phần dưới này là phần châm xăng, và ở đây nó có một cái lỗ để chứa đá nữa nè. Đây có viên đá trong đây luôn ha. Đó, nó có lỗ chứa đá, một viên đá dự phòng luôn. Con này thì cái chất nguyên một cái cây này nó nặng, nó khá nặng luôn á. Cục đồng khá nặng luôn, trời là lỗ đầu luôn á. Phần trên thì chỉ giật ra thôi, giật ra là quẹt là trái thôi, rồi xong rồi đóng nắp lại. Cái này nó thiết kế lỗ tẩu luôn. Sử dụng tất cả đều là sử dụng xăng đá hết ha nè. Cái này 180 là 180. Rồi em hôm nay em tạm thời em lên bao nhiêu đây để giao lưu với anh em. Em xin kết thúc video tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký, cho em xin một lượt đăng ký, like và chia sẻ giúp em. Xin cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Một lần nữa em cũng xin cảm ơn tất cả anh em luôn quan tâm, đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin hẹn tất cả anh em ở những video sau. Giờ công chiếu của em là 19:30. Em xin chúc cho tất cả anh em và gia đình có một buổi tối an lành và hạnh phúc. Xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại.